Là hôm nay Quyên sẽ chia sẻ với chúng ta về một quyển sách chuyên ngành. Thì không biết là Quyên hôm nay Quyên đem đến quyển sách gì Quyên ha? Sự mới mời tôi cái em rớt mất tiêu rồi. Thì hôm nay là mình sẽ đem đến một cái cuốn sách về hướng nghiệp đi theo chuyên ngành IT. Đó là cái quyển Người trong muôn nghề, ngành IT có gì. Thì cái quyển sách này là một trong những cái quyển sách mà mình khá là tâm đắc, tại vì nó rất là khác với những cái quyển sách mà các bạn có thể là từng đọc về hướng nghiệp. Thứ nhất là nó rất là thực tế. Cái điều mà khác biệt ở đây là khi mà các bạn, ví dụ đi các bạn lên trang web, các bạn tìm về những cái thông tin về một cái ngành nghề nào đó thì nó chỉ nói chung chung, ví dụ như marketing thì cần phải có một cái vốn ngôn ngữ khá là ổn định và có những cái cách nói chuyện cùng với âm hiểu về một số các phương tiện khác. Nhưng mà trên thực tế thì không có ai nói rõ là mình đạt được cái kỹ năng đó như thế nào. Cái quyển sách của mình thì nó nói rất là rõ về cái chuyện này. Thì mình sẽ nói trước, chia làm 3 phần cái quyển sách này trước, rồi sau đó mình sẽ giới thiệu từ từ nhé. Cái phần đầu tiên á, là tổng quan về ngành IT. Trên thực tế thì cái phần này thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các lịch sử của ngành. Và cái điều mà mình khá là thích ở đây là nó tổng hợp lại một cái bảng thống kê về tiền lương theo nhiều cái mặt về các ngành. Ví dụ như theo ngôn ngữ JavaScript hoặc Python thì bạn sẽ có được cái số tiền lương như thế nào, trung bình thấp là bao nhiêu, trung bình cao là bao nhiêu. Và như vậy là nó lấy theo cái số liệu mà của 3 năm gần đây sau cái quyển sách này sẽ sản xuất. Còn cái phần thứ hai á thì là cái môn mẻo đường nghề. Cái phần thứ hai này là nói rõ ràng cho các bạn là phân tích là cái ngành này sẽ đi theo hướng nào, ngành này sẽ làm theo cái gì. Và cái điều rất là quan trọng về cái phần thứ hai á là các bạn sẽ có thể là tìm ra được một cái mục nhỏ đây là muốn học lập trình nên bắt đầu từ đâu. Mình khá là thích cái phần này tại vì nó rất là rõ các bạn cần phải làm gì. Nó sẽ hỏi bạn là các bạn có cái hướng đi như thế nào, và thậm chí là họ còn đưa ra nguyên một cái sơ đồ đi từ đầu cho tới cuối luôn. Hỏi các bạn thích cái gì, các bạn muốn đi đâu, các bạn muốn start up hay làm cái gì, các nó cũng nói được hết. Xong rồi cái là các bạn sẽ chọn ra được một ngôn ngữ của mình. Tất nhiên là có những cái bạn mà có khá là nhiều cái ham muốn và nói chung kỳ vọng á, thì các bạn có thể trực tiếp đi vô một cái link làm bài ở sau cái trang quyển sách á, và các bạn sẽ làm một cái bài test luôn, cụ thể luôn là cái người ta sẽ recommend cho các bạn một số các ngôn ngữ phù hợp. Rồi thì về cái phần bên này á, nó khá khá là nhiều một số các link và những cái đề cử và các trang web mà các bạn có thể học tập để nâng cấp cái kỹ năng về một cái ngôn ngữ phù hợp với các bạn. Ví dụ như là một số các sách và khóa học online thì bao gồm là Tiago hoặc là Fico Camp, Khô Academy. Những cái đó thì thường là một số các chương trình trên mạng và nó khá là phù hợp với cái tình hình dịch hiện nay. Tại vì nó hoàn toàn là miễn phí và online. Có một số trang web thì có thể là vẫn sẽ tốn tiền nhưng mà trên thực tế thì nó cũng không có nhiều bằng so với việc mà các bạn học chính thức. Tôi kể là trong cái quyển sách này nó còn có những cái bài phỏng vấn rất là hiện thực với những cái người mà đã thành công. Ví dụ như mình khá là thích một cái chị tên là Scarlett Nguyễn. Chị ấy là một cái người Việt mà đi du học ở nước ngoài, và ngay từ khi mà đại học cao một á thì là chị ấy đã làm thực tập viên của Google, và chị ấy đã chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà phỏng vấn để tham gia thực tập, thì nó khá là bổ ích và thú vị. Đồng thời là họ cũng suggest cho các bạn một số cái ứng dụng để mà các bạn tìm hiểu về hướng nghiệp cho bản thân mình. Mà cái điều mà mình khá là thích ở cái quyển này nữa là cái hình ảnh của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái cách mà nó bố trí mọi thứ và để cho các bạn có một cái cách nhìn rất là khách quan về mọi cái sự việc. Và đồng thời là nó cũng có những cái idiom, những cái thành ngữ nó khá là ổn, và các bạn có thể học được rất là nhiều điều từ cái việc này. Rồi, cái một cái đó là những cái điều mà khái quát và những cái đặc điểm đặc sắc mà mình cảm thấy về quyển sách này. Phần này thì hơi ngoài nhưng mà cái nguyên nhân đặc điểm mà mình thích về cái quyển sách này á là tại do một cái trải nghiệm của mình đối với quyển sách chứ không phải chủ yếu là do cái thông tin. Thật ra thì là
khi mà mình tìm hiểu về hướng nghiệp đó, thì mình cũng đã có suy nghĩ tới việc là mua sách. Thì lúc đó là mình sẽ tìm cái cuốn này, thì nó nằm ở cái phần top luôn. Cái là ngồi đó suy nghĩ, từ thơ mình cũng mua một quyển. Kiểu như mình lúc đó hơi bị mà công cụ quá mà. Xong rồi cái đi ngồi đó vô, cái là dành hết 5 tiếng đồng hồ suy nghĩ mọi cách để giảm 111.000 xuống. Và thế là mua được quyển sách. Ôi, ta cảm động. Và thế là mình đã có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với cái quyển này. Nên là nó là quyển sách yêu thích nhất của mình. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vậy. Thì đó là cái phần mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Ủa, hết đột ngột vậy hả? Anh Minh có câu hỏi kìa, anh muốn hỏi đặc biệt cho bạn Nguyên không? Nguyên ơi, nói ngắn mọi người tiếc thì Nguyên còn chuẩn bị phần dự trù nào hả không? Ủa là Nguyên cuốn sách không có chỗ nào dở hết trơn để chơi luôn á hả? Nhưng bây giờ mọi người cũng chơi quyển sách đúng không? Tức là mình có một cái thái độ rất là công minh khi mà mình đọc sách chứ đâu phải vô để mình PR bán sách đâu đúng không? Thật ra là cũng PR là có sân trường rồi. Trên thực tế á, nếu mà phải chơi cái quyển sách này á thì nó hơi bị dài dòng luôn á. Cũng mà có nhiều thứ á là có thể là thì bên thầy nó bị vọng lại thầy. Hả, vọng hả? Dạ, nó bị vọng lại. À, để thầy tắt cái. Trên thực tế này nó hơi bị dài dòng. Mình nói thiệt chứ các bạn là một số hướng mà chỉ cần tóm gọn thành một dòng thì nó có thể phân tích ra thành nhiều hướng. Và dòng mình nghĩ là cái quyển này thì chia sẻ cho nhiều người thì nó nên có đi theo nhiều hướng để cho nó có một cái nhìn khách quan. Nhưng trên thực tế thì oh my god, nó dài quá. Thậm chí là mình có mua một cái quyển khác là cái quyển kinh tế. Mặc dù là mình không có thích kinh tế bằng IT, cho nên là mình chỉ định để cái đó đọc cho biết thôi. Xong cái đọc vô mà mới đọc được có 1/2 quyển sách, cái là mình bắt đầu nhảy quyển sách rồi. Ôi định. Xong cái quan trọng hơn là có nhiều cái nó nói khá là mờ mịt. Ví dụ như có một cái chủ đề là khi mà các bạn muốn chọn công ty để mà làm thực tập hoặc là bắt đầu đi làm á, thì là nó nói rất là nhiều thứ, nhưng xong cái tóm gọn một câu là chọn công ty nghĩ kỹ đi rồi quyết vừa không chị. Cái nói chung là về cái quyển sách này thì nó khá là khách quan, nhưng mà do khách quan cho nên cũng là dài dòng. Còn một số các link á, một số các link thì thật ra là mình có đi vào một số các link mà nó đề cử. Thì trên thực tế là cái này cũng tùy điều kiện của mỗi người mà cái link này nó có phù hợp hay không. Ví dụ như hiện tại là mình đang sử dụng Core Academy. Nhưng mà trên thực tế thì nó cũng khá là phiền phức ở một chỗ là cái phần ngôn ngữ là nó quá lý thuyết. Nó quá lý thuyết đi cho nên các bạn sẽ thiếu đi cái phần thực hành. Do đó là khi mà mình phối hợp những cái link ở trên cái quyển sách này á, thì các bạn cần phải có một cái người kiểu mà một người thật sự hiểu á, để giúp các bạn là tìm được cái hướng đi đúng. Chứ các bạn ngồi nó tổng hết nguyên một cái đống này vô, xong các bạn đặt vô mặt một cái là chết hết nữa cả đám luôn. Rồi, đây là một cái phần bình luận bát rồi. Ok, cảm ơn Nguyên. Rồi, ở cái chỗ này á thì Nguyên có chia sẻ là Nguyên có tìm hiểu về cái ngành IT khi mà Nguyên có quyết định là mua cái cuốn sách này á, thì Nguyên có thể chia sẻ một xíu là vì sao Nguyên lại quyết định theo đuổi ngành này được không? Cái động lực nào khiến Nguyên có sự lựa chọn đó? Thật ra là tại vì thứ nhất là mẹ của mình là một kế toán đầu đi theo hướng kinh tế. Giả lại là về cái ngành đó và cái bộ môn mà mình kiểu như mình chuyên về á, thì nó sẽ đi về hướng A, như đó mình chỉ đi về kinh tế hoặc là IT ra thôi. Nhưng mà mình lại thấy khá là hứng thú với cái IT là do thứ nhất là một là cái quyển sách này, thứ hai là tại vì mình học Pascal, thì tất cả các bạn ở đây hầu hết cũng biết Pascal rồi đúng không? Thì mình học cái này là năm lớp 10, thì lấy điểm cũng khá cao nữa. Cái là kiểu
bắt đầu cái đi tìm hiểu xong cái là sau khi mà học giả khóa học ở trên Khoa Academy cộng thêm là đi kiếm theo một số các nguồn rồi tự học vân vân thì mình cũng hiểu được đôi chút, mình cũng cảm thấy khá là thú vị. Tại vì về cơ bản mà nói thì một số các ngôn ngữ như HTML hoặc là Python á, nó cũng gần giống như Pascal và nó cũng khá là dễ hiểu, trừ việc là về cái cú pháp thì các bạn phải cần phải cẩn thận hơn thì nó cũng khá là đơn giản. Nên là mình cảm thấy là nếu mà chọn nghề thì tất nhiên phải chọn cái nghề nào mình cảm thấy nó đơn giản hơn, do đó là đi theo IT thôi. Ok, cảm ơn Nguyên. Và chỗ này á, thì Lộc cũng nhớ về cái lúc mà Lộc lựa chọn nghề nghiệp á, thì mình cũng có đắn đo dữ lắm, mình cũng lựa chọn, mình suy xét cái kiểu lựa chọn nghề nào. Nhưng mà sau khi mà Lộc tìm hiểu á, thì sau đó thì Lộc đã thấy là nó có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái đầu tiên á là hồi đó là Lộc bắt đầu là Lộc lựa chọn là Lộc coi ngành trước, tức là Lộc coi ngành nào mà nó kiếm được nhiều tiền á, cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái ngành nào mà nó phù hợp với cái sở thích của mình. Thì sau đó thì Lộc mới thấy là nó cái cách chọn như vậy nó có nhiều cái vấn đề lắm. Nên là hôm nay á, thì nhờ cái điều kiện mà Nguyên chia sẻ cái quyển sách này thì Lộc có một cái câu hỏi là đa số học sinh chúng mình á, là ngày nay lựa chọn nghề nghiệp là sau khi mà chúng ta tìm hiểu về cái ngành nghề thôi. Ví dụ như là mình đi tham quan trường này, rồi mình đi tìm hiểu về cái ngành của từng trường nó đào tạo như thế nào, sau đó mình chọn. Thế thì ngoài ra thì còn những cái điều gì khác mà tụi mình cần biết, còn những cái kỹ năng nào khác mà tụi mình cần có trước khi tụi mình lựa chọn một cái nghề nghiệp nào đó hay không? Thì câu hỏi này con nhờ thầy Dũng chia sẻ một vài góc nhìn được không thầy? Thì tụi học sinh tụi con cũng đang rất là bị bối rối, bị băn khoăn ở cái vấn đề đó. Cái phần này thì thầy có nói nhiều ở có nhiều cái buổi rồi đó. Bây giờ chắc là thầy sẽ mời vài bạn mà đã từng tham dự những cái buổi mà thầy nói về hướng nghiệp rồi đó. Các bạn thử xem coi. Giờ nếu như có một ai đó người ta hỏi mình là mình nên chọn một cái ngành, cái nghề đó theo đam mê hay là theo cái nhu cầu thị trường vân vân, thì các bạn sẽ nói điều gì với họ? Ở trong room này có ai xung phong giải quyết câu này không? Ai không nè? Để nhìn danh sách rồi. Ồ có này, có nhiều quý vị xịn sò trong đây quá nè. Đây mời trước đi, mời cô My trước đi. Cô My Bỉnh có tiện không? Lên tiếng rồi. Không sợ giống như trường hợp của mình lắm sao? Tôi mà sợ á là tôi đâu có đăng đàn đâu. Nhớ thì có nhớ á, tại vì sao với em, mình nhớ cái thứ gì á mà hoặc là mình rất là tâm đắc, hoặc là mình đã từng bị nghi vấn, mình bị té đau á, cái ai lại đỡ mình lên cho mình cái mới á, cái mình nhớ nữa đó. Tại vì mình nghe những cái tiêu chí để mà chọn ngành nghề đồ này kia là cái lúc mà mình đã học xong hết trơn rồi, học xong những cái gì mà liên quan đến bằng cấp trường quy rồi hết rồi. Cái đáng lý ra phải được nói đầu tiên á thì thường là không ai dám nhắc tới trơn á, nhiều lúc người ta cũng không có nghĩ tới nữa. Đó là cái mục đích cuộc đời, chọn một cái công việc mà mình hình dung là trong một ngày 8 tiếng đồng hồ hoặc là nhiều hơn á, mình phải giáp mặt với những cái con người mà làm chung với mình á, chứ cũng hiếm ai làm việc như mình ở trên núi lắm ha. Thì mình hình dung cái cuộc sống của mình mà mấy tiếng đồng hồ đó mình gặp những con người đó, mình làm những công chuyện đó đó, thì mình phải tự giả được cái bản mặt của mình để mình tự hỏi là mục đích cuộc đời của mình là cái gì chứ. Thì khi trả lời cái câu hỏi đó thì mình sẽ đi trả lời tiếp là cái công việc, cái ngành nghề gì, rồi sau đó mới đến là cái chuyện là mình học cái gì để mình ra mình làm ngành đó. Rồi thêm một cái nữa là mình phải tự biết cái khả năng của mình chứ.
mạnh chỗ nào rồi yếu cái chỗ nào, và nó cái chỗ nào mình yếu mà mình rất là cần để mình làm cho nó mạnh lên. Cái hồi lúc đó đó là lúc mà tôi học đại học á, là năm nhất tôi chọn cái ngành mà tôi học á là tại vì tôi thích làm việc trong đài truyền hình lắm. Tôi thích làm mấy cái chương trình đồ này kia, đi đây đi đó, rồi mấy cái chương trình từ thiện rồi này đó, phải lắm. Cái tới hồi học năm nhất, cái hết năm nhất thì mình phải tìm cái công việc mình làm cho nó phù hợp với cái định hướng ngày đó của mình. Cái mình làm cái xong cái mình nghĩ vậy nè, sao mình hợp với cái gì, với cái kiểu mà đi ra ngoài gì đó ta, nó hướng ra bên ngoài quá ta, hợp vô lắm nha. Trời ơi, nó vô là tao khoái rồi này kia, đi đâu tổn thương rồi này kia đó. Cái mình nghĩ mình phải biết sợ, trời ơi, mình làm một cái nghề mà mình sống với cái nghề đó mà mình hợp quá rồi ai mà kéo mình lại được, rồi lỡ mình sai vô mình làm gì đó mẩy luôn sao đó. Cái bắt đầu quay qua đi tìm hiểu về cái hướng là làm khoa học, tại vì mình làm cái khoa học đó nó đòi hỏi mình cái khoảng thời gian mà mình làm việc, mình nghiên cứu, mình thay đổi những cái tư tưởng của mình rất nhiều đó. Đó thì coi như là mình tự mình rào lại để mà mình thay đổi mình giống như nãy nói đó, những cái người mà mình yếu nhưng mà mình cần thì mình phải làm cho nó mạnh lên. Rồi cái đó là xét về cái năng lực của mình ha, và cái thứ ba đó là xét về cái điều kiện của gia đình. Nghĩa là sao, trời ơi có nhiều đứa đó, bây giờ tôi đi dạy á, cái trường mà tôi dạy á, cũng có nhiều đứa nhà nó khá lắm, nó giàu lắm, mà giống như là nó có thù oán gì với ba má nó mà tôi không hiểu hết, kiểu như là trời nó kiểu như nó không có chấp nhận nhà nó giàu với nó cái gì, thì lúc tôi cảm thấy có hiểu thôi, mà trong khi đó là một cái nền tảng rất là quý giá. Nhà mình có cái cơ sở công ăn chuyện làm, ba má mình có một cái nghề truyền thống gì đó mà nó không làm tầm bậy tầm bạ, nó không có hại ai, thì mất cái máy gì mà mình không tận dụng cái nào đó. Và mình kết hợp với hai cái điều kia, tức là cái mục đích cuộc đời với lại cái thế mạnh của mình, mình cộng với lại cái nền tảng của nhà mình để mình làm đó. Thì nếu mà nói về cái chuyện mà ngành nghề cho một người ở cái mức độ căn bản là có thể họ đặt cái mục đích cuộc đời ở cái chuyện là thăng tiến bản thân hoặc là thăng tiến trí trí tuệ thì nghe đó tạm ổn. Ok, cảm ơn cô My ha. Cô My đã chia sẻ lại với chúng ta về cái phần mà hồi trước thì cũng đã Hôm có nay tới từng. ông Dũng nói vậy. Ủa, có nghe không? Bển Bye đi. bye, bye bye, muốn hỏi ai? Alo, alo, có nghe rõ không? Alo, alo. Ok. Thì có ghi lại về cái câu trả lời của cô My đó, để cho quý vị có thể tham khảo nha. Là 4 tiêu chí. Đúng không, đúng không? Rồi tới bé ba có hỏi cô Mi kìa, cô Mi ơi. Ok, về cái mục đích cuộc đời á ha, thì cái này là kể tầm thiệt luôn nha. Cái hồi lúc trước á, tức là khi mình đi học rồi, khi mà mình học xong đại học và học cao lên nữa đó, thì mình cũng suy nghĩ là mình sống làm chi ta đó, rồi cũng tiếp xúc với sách vở rồi những cái kênh truyền thông mà này nọ, với những cái người mà y chang như các bạn nói từ nãy giờ, phải đam mê rồi phải làm cái gì mình thích, rồi làm rồi phải có tiền đi du lịch rồi phải nhớ tới ta, ta làm bệnh hết trơn, mình cũng vậy luôn, mình cũng gì khác hết trơn á. Rồi cái một ngày nọ cái mình biết là trời ơi, kế hoạch cuộc đời nó cũng có sách vở đó quý vị, cũng đi kiếm quý vị ơi, chứ không phải là mình cứ nghe đam mê và mình biết là mình làm được, và cũng không phải là mình sống giống như người ta được, nó khác dữ lắm. Thì cho đến khi mà mình biết là mục đích cuộc đời nó tới năm cái thang mật á, và năm cái thang mật đó nó gom hết tất cả những cái gì mà người ta có thể tưởng tượng, có thể ước muốn á, mà người ta không ước muốn, người ta không tưởng tượng, thì người ta cũng dính vào trong cái lưới đó luôn, trong năm cái mật đó luôn, không có chạy đâu thoát. Thì bắt đầu mình ngồi lên mình suy nghĩ, và cũng nhanh lắm, mình chọn được
mình chọn được cái mục đích cuộc đời cho mình. Thì nếu như mà quý vị có tham gia các cái lớp học hoặc là các cái lớp bổ trợ ở trung tâm thì chắc cũng có được nghe, tới đó là thăng tiến bản thân nè, rồi cao hơn nữa là thăng tiến trí tuệ nè, rồi cao hơn chút nữa là vượt thoát đau khổ nè, và cái mắt thứ tư là hạnh phúc tối hậu, và cuối cùng là giác ngộ tập tỉnh nè. Đó, thì nó gom hết trơn luôn. Mà các khoảng thời gian trước đây á, mà mình kể đó, mình đi Sài Gòn á, thì đâu đó là nó chỉ là một cái lớp nhỏ trong cái nấc thang thứ nhất á, đó là về thăng tiến bản thân, và có một chút xíu nghĩ về cái chuyện thăng tiến trí tuệ. Nó giống như là một cái mền lửng đó quý vị, nó tùm lum hết trơn vậy đó, nó chấp nối rồi nó rất nghiện lửng kia rồi chấp vô giá lại đó. Rồi khi mà mình biết rõ ràng có năm cái thang mục đó thì mình suy nghĩ để mình chọn cái nào mà nó lâu mòn á. Tại vì tính của tôi là cũng hay thay đổi, cho nên là tôi chọn cái nào mà tôi có thay đổi cỡ nào thì nó cũng giống như đó, cho nên tôi chọn cái nấc thang cuối cùng. Mà mình chọn rồi, mình suy nghĩ rồi, mình biết mình hay thay đổi như vậy rồi, mình qua nhiều cái sự kiện, qua nhiều cái biến cố, mình thấy mình thay đổi, mình cũng ở trong đó rồi, là coi như mình chọn đúng. Mình chọn đúng thì mình ráng mình làm thôi. Đó, là nó như vậy. Thế. Ok, cảm ơn cô My rất là nhiều. Từ một cái kinh nghiệm rất là thật sự của chính mình. Bé ba có gì mà khó khăn thì cứ hỏi lại thêm nhé. Mình giống cụ My rồi kìa. Hôm nay là có ba bạn đến Bình đúng không? Hồi nãy là đã có một bạn rồi, bạn Uyên rồi. Bạn Uyên mà có những cái trao đổi hay là những cái thắc mắc hay những cái câu hỏi gì đó thì Uyên cứ thoải mái nha. Đến quý vị nào nữa, nãy tài lộc có liệt kê đó, xin hỏi là tới ai? Như là tôi chỉ nhớ là Minh là cuối cùng thôi. Ủa, Quốc là cuối cùng thôi. Còn hình như tôi nhớ là có ai ở giữa giữa. Là bé ba đúng không? Bé ba là giữa đúng không? Dạ. Rồi, mời mời em ha. Mọi người có nghe rõ không? Có nghe rõ. Dạ, buổi nãy thì em giới thiệu cho mọi người về cuốn Atmosphere của thị sư Brown. Thì bạn là của tác phẩm phía sau đó. Thì cái cuốn sách này nó giống như là cái kiểu cuốn của lớp đá, là nó sẽ có rất nhiều câu chuyện trong đó, thì mỗi câu chuyện nó sẽ có một bài học, và mình cảm nhận cái câu chuyện đó rồi mình ra bài học bản thân mình. Thì là những cái câu chuyện này nó thường cái sử dụng từ ngữ rất là đơn giản, dễ hiểu, nó phù hợp với những người có tôn giáo và không có tôn giáo luôn. Thì em học rất là nhiều từ cuốn sách này. Kiểu như là khi mà đọc rồi tự nhiên có được câu chuyện đó, rồi tự nhiên xong em sẽ có những lúc em nhớ lại những cái lời khuyên, không phải là như sao mọi người nó sẽ kết luận lại bất kể được cái gì, mà là tự bản thân mình gặp câu chuyện đó thì tự mình sẽ hình dung được bài học đó, mình rút ra được, rồi mình sẽ nhớ và thành cuộc sống luôn. Giờ trong cuộc sống là có rất nhiều bài học hay. Thì em học được cách qua sợ hãi nè, kiểu như định nghĩa một điều thật sự, rồi ngừng tranh luận và nào là tự do thật sự đó. Đó là những bài học mà em học được. Nói chung là em không có, em không có, tại vì đó là mỗi phương diện đó, nên em sẽ học tất cả các mọi người thì em sẽ giúp bài học đó. Còn về điểm học tốt của tôi thì thật ra là em không thấy có điểm gì phản cảm hoặc là không có tốt cái việc biết, chỉ có cái là của thường tới tiêu thì không có gì
đầy đủ bản gốc, 14 câu chuyện thôi. Còn mọi người muốn nghe bản gốc của thứ agenda đó, mọi người làm bản tiếng Anh. À, em có thể gửi cái hình quyển sách không? Có mấy bạn hỏi á, là muốn xem á. Dạ, để em gửi ạ. À. Chờ chờ bạn gửi cái hình lên cho mình ha. Nghe bình hết sách mà chưa biết quyển gì. Nếu như á, mà có được một cái câu chuyện nào đó à, bên đây á, vẫn nghe bé ba nói rất là rõ, không có bị giật à, chắc bữa nay mạng nó thương tôi hay sao á. Nếu mà có được một cái câu chuyện nào đó mà có dạng câu chuyện mẫu á, mà mình có gửi lên được á, cái cho mọi người mình sẵn mình bình luôn một cái câu chuyện luôn, thì mình sẽ phân tích câu chuyện trên nhiều góc nhìn, thì mình sẽ có được thêm những cái đặc biệt lắm. Ừ, đúng rồi, agenda. Trường đây cũng là một trường phái đó. À, Nam truyền cũng có nhiều trường phái lắm, nếu mà quý vị nghiên cứu vô quý vị sẽ thấy một số trường phái. À. Người mà rớt lên rớt xuống mạng méo như tôi đó, thành ra mới có được cái giọng đọc robot chứ bộ dễ à. Nếu mà có được cái câu chuyện nào á thì mình cũng có thể bình được. Chứ mình lướt qua nó hơi ít ha, nó hơi ít, nó chưa có nhiều được cái điểm để mà mình có thể trao đổi với nhau thêm. Thành thử ra là còn thời gian rất là dài, là quất quất cái một là hết giờ luôn á. Quý vị nào mà không có tranh thủ nghe là quất cướp diễn đàn á nha. Mình nó cười. Tiếc là chúng ta không có được một cái câu chuyện ở trong đó ha, mình có một câu chuyện ở trong đó cái mình có thể mình bình thêm cho mọi người rõ thêm. À, nếu mà không có được cái câu chuyện nào hết á thì chắc là mình phải lướt qua tới bạn khác rồi. À, mình chưa có cái cơ hội để phân tích thêm. Nếu như chị quý vị mà có đọc cái quyển này đấy thì những cái buổi sau mình có thể mang đến nha. Mình để mang đến thêm á, mình đưa các cái câu chuyện lên á, thì mình đưa được những cái bài học, những cái góc nhìn của mỗi một cái người như vậy. À, quý vị có những cái hoàn cảnh riêng, có những cái tình huống riêng, có cái cuộc đời riêng, thành ra quý vị học được những cái bài học khác nhau lắm từ một cái câu chuyện. Và khi mà chúng ta có được nhiều cái góc nhìn như vậy đó, thì thay vì chúng ta phải sống cuộc đời của người khác để cảm nghiệm được cái câu chuyện đó, thì này chúng ta học được lẫn nhau. Vậy điều đó nó rất là hay. Ok, chắc là tới Quốc đi đó Quốc ơi. Thời gian là mênh mông cho con bung lụa luôn rồi đó. Không sợ hết giờ. Alo. Nghe rõ. Tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Thằng Minh nè, Minh luôn rồi, nó sẽ đâm hông chiến sĩ cho coi nha. Qua tập A luôn. Ở đây chắc có mấy bạn, một số bạn là trung học phổ thông đúng không mọi người? Ở đây em muốn hỏi là con Lộc nè, ở đây có em muốn hỏi là có bạn nào mà chưa có từng là tiếp xúc với cái chủ đề tâm linh học không? Bạn nào chưa tiếp xúc thì nhắn lên ha. Tại vì có một số cái trước khi vô cuốn sách cần phải trao đổi về cái từ gọi là tâm linh, mà thấy là thời gian đầu á
thời gian đầu mà khi mà em mới biết tới cái gọi là tâm linh đó, qua qua cái bước ngoặt là đọc quyển sách Hành Trình Về Phương Đông đó. Qua cái bước ngoặt cuộc đời là đọc quyển sách Hành Trình Về Phương Đông đó, rồi lúc đó quăng vào thực nghiệm với quăng chiếc tay vô sọt ghét để quay về với tâm linh học với đạo học phương Đông đó. Thì cái giai đoạn đầu mà đi tìm hiểu về tâm linh đó, thì cũng gặp nhiều cái lắm. Cho tới bây giờ mới xác định là mình đi theo con đường của giáo pháp Nguyên Thủy. Lúc đầu mình cũng dao động, mình mình tìm cái này mình tìm cái kia lắm, thì thấy không có vấn đề đó, là cái từ tâm linh đó bị người ta lạm dụng nhiều lắm. Tâm linh hôm trước em có hỏi thầy Dũng đó, thì thầy Dũng nói là, trả lời đó là cái sự linh ứng thiêng liêng của tâm thể hiện mà nó biểu hiện ra bên ngoài mà người ta không thể giải thích được bằng các môn học thế thường. Chọn bộ hai cuốn luôn hả? Nguyên phong thì nhưng mà nó còn một cái nữa là siêu nhiên là nó cũng là những cái hiện tượng tự nhiên mà nó vượt ngoài tầm thế thường, các cái môn khoa học thế thường nó không có thể nào nó giải thích được. Thì theo cái quan điểm của em đó, thì giữa cái siêu nhiên với cái tâm linh đó, là nó cái siêu nhiên thì nó có vẻ là nó rộng hơn, nó sẽ cái nội hàm của nó sẽ rộng hơn, nó bao luôn cái diện tâm linh. Nhưng mà người ta lại là hay nhập nhằng những cái chuyện này, ví dụ những cái hiện tượng siêu nhiên người ta cũng lấy đó, ta nói là tâm linh, cái gì cũng nói tâm linh hết. Thì có thời có thiên, có duyên chất liền, ổ lột cũng có thời có thiên, có kiên có lành. thì bắt đầu cái gì người ta cũng đổ cho tâm linh cho những người nữa mai. Ví dụ như em đi thí dụ như em đi trực bệnh viện đi, em biết sao mà có cái câu chuyện á, mà không biết Minh có gặp không, là đi vô khoa cái giờ đó giờ tối rồi, không ba đi vô khoa ba vô nhà xác đi bữa đó tối rồi, những cái giấc tối đi trực ở phòng hành chánh của khoa, cái ở trong bệnh viện họ có cái luật ngầm á, là không được bấm viết, không được quậy bất kỳ cái đồ gì để trong trên cái bàn trong phòng hành chính, không được quậy hủ hồ, không được bóp viết, không được bấm viết. Nói như sao vậy? Tâm linh đó mày ơi, không đùa đâu, bấm viết hơi cái bệnh diễn tiến, bệnh vô đông khỏi ngủ. Em không biết ở đâu mà người ta nghĩ ra những cái chuyện đó nữa. Cái mê tín đó, có những cái chuyện mê tín đó, nó tào lao, nó hết sức cũng đổ cho tâm linh cho được nữa. Thì chắc ở đây nếu mà mình học về tâm linh, tâm linh học, học về siêu lý sẽ hiểu tâm linh, hiểu cái sự linh ứng thiêng liêng của tâm nó là gì. Minh gặp nè, mày đó, mày cảnh báo mày, mày đi khoa nội kinh mà mày chật với ông đồng, mày bấm viết, ông tịch thu viết cái chuyện cấm thi mày luôn đó con. Thì đó, cái chuyện tâm linh đó, người ta quá lạm dụng cái từ đó đi. Thì quay trở lại vấn đề á, là giai đoạn đầu khi mà tìm hiểu về tâm linh á, thì có tham gia một cái nhóm nó gọi là triết học đường phố, không biết Minh biết không, Minh chắc nó cũng thập lặng, chắc cũng biết mấy nhóm này nè, triết học đường phố không hả? Thì nó cũng chia sẻ về những cái vấn đề tâm linh, ví dụ như hành thiền rồi cái kinh nghiệm tâm linh mà hỏi ơi trời thần đất lỡ thiên địa ông nội mẹ ơi, chia sẻ tâm linh hồi cái nó hướng qua cái chuyện mà cổ xí cho cái chuyện mà sử dụng chất thức thần, không hiểu luôn tâm linh hồi cái không hiểu sao mà họ cổ xí cho cái chuyện mà sử dụng cái chất thức thần, ví dụ như nấm thần kỳ hay là SD đó. Họ nói là khi dùng cái đó họ có những cái trải nghiệm tâm linh, họ tiếp xúc được với những đấng thần linh, họ trải nghiệm cái cảm giác là cái tiểu ngã hòa vào cái đại ngã, họ gặp được đấng Raman, thiên chúa cái thứ, chắc là cái đó là chỉ là những ảo giác hay là những hoang tưởng mà do cái chất thức thần đó nó gây ra thôi. Trời ơi, tâm linh hồi
cổ xí và sử dụng ma túy luôn, cái ngán quá rồi cũng bái bai luôn, triết học đường phố tâm linh bái bai luôn, hôm ngày gặp lại tâm thần á chứ tâm linh gì, tâm một hồi thành tâm thần luôn cái tâm linh gì đó. Rồi có nhiều vị đạo sư, nhiều vị đạo sư đầy rẫy những cái gì mà họ viết sách, họ, họ lấy cái máy tâm linh hên lắm, có mình mình dễ sợ nó mà ăn vậy sao sau này nó đi, nó đi tu được hại. Thì có những nhiều vị đạo sư á, họ cũng lấy cái mát tâm linh đó, họ viết sách từ lưa hết trơn á. Một cái trường hợp nữa là trường hợp của ông cha Osho, cái ông đạo sư Osho đó đó, tại vì qua tìm hiểu đó thì ổng ổng qua bên Mỹ, ổng gắn nói chung là ổng cũng có tài về diễn thuyết, như là ổng từng là giảng viên về triết học ở cái trường đại học nào đó hắn đó, thì sau đó là ổng không làm nữa. Đúng rồi, sắp Osho cũng nổi lắm á, ổng không có làm nữa, ổng làm cái đó nữa, ổng chuyển sang làm đạo sư. Mà người biết ta gọi ổng cái gì không, sắc guru, đạo sư tình dục. Ổng không có làm nữa mà ổng bắt đầu ổng làm đạo sư, ổng cũng có rất là nhiều tín đồ họ theo ổng, rồi xong rồi ổng qua bên Mỹ đó, trời ơi trời thành đất lỡ, ổng qua bển ổng quậy banh xác cái tiểu bang mà ổng ở, ổng gần mấy đệ tử của ổng quậy ổng banh xác tiểu bang đó luôn. Cực đoan lắm, đệ tử của ông cực đoan lắm. Rồi bắt đầu vận động hành lang các chính trị gia để cho lợi cho cái đạo của ông nữa. Rồi bắt đầu hiểu cái viết sách nói về tình yêu, viết sách dạy nói về đạo, nói về cuộc sống. Mà cái điều nguy hiểm của Osho là ông ta viết sách một số cái ông ta đá sang vấn đề của Phật học nó mới chết chứ. Mà cái gì thì mà sách của Osho đó thì lại được rất là nhiều người ta đón nhận kiểu là bestseller đó, đầy trong nhà sách luôn. Cái hãng, cái nhà sách là First New Chí Việt đó, chuyên gia là phát hành, mua bản quyền và phát hành những cái sách gọi là bestseller. Thí dụ như những sách của Osho hay là cái cuốn Đắc Nhân Tâm mà không nhớ gì, gặp cho thằng Long nó anh chầm tơi tả chân tàn đàn xẻ nghé này nó không xuất hiện luôn đó. Thì cái tại sao mà Osho lại được người ta đón nhận là bởi vì ông ta khai thác cái vấn đề là tình dục. Ai chúng ta cũng có cái dâm, không có dâm dục, dù là thô thiển hay vi tế đó là cái bản năng rồi. Mà bây giờ được ổng đưa lên một cái tầm cao mới, ổng siêu hình hoa, siêu hình học nó đi, ổng lý tưởng nó đi, ai mà ổng mê, ai mà ổng đón nhận ổng. Thì cái vấn đề tình dục mà nó được siêu hình học quá, siêu hình không, đang phân tích cái vấn đề là cái chuyện mà tâm linh bị cái vấn đề mà cái chuyện tâm linh nó bị người ta lạm dụng, và những cái sách mà mang cái mác tâm linh đó, những cái sách mà mang cái mác tâm linh nó được nhiều người đón nhận. Thì thôi mọi người ơi, đừng làm gì mọi người, tại vì giờ em diễn đàn em từ đây tới 7:30 rồi chẳng lẽ giờ kết thúc sớm nó đoạn hậu vậy sao. Đó thì quay trở lại với vấn đề nguyên sách của Nguyên Phong, thì sách của Nguyên Phong cũng là được gắn cái mác là sách về tâm linh học. Thì nói chung là đó cũng hâm mộ Nguyên Phong, cũng mua bộ sách Nguyên Phong luôn, cuốn nào cũng mua hết, nào là cái gì trở về từ cõi sáng, rồi ngọc sáng trong hoa sen, đường mây qua xứ tuyết, hoa sen trên tuyết, trở về từ xứ tuyết, thì hành trình về phương Đông, ôi nguyên bộ luôn, mua đọc cũng say mê lắm. Nhưng mà xin thưa là dạ ok cô. Nguyên Phong nói chung nhà văn mà đặt tựa sách hay, thì
những cái quyển đó nói chung á là cái bộ sách của Nguyên Phong thì cũng phải là che hết thì vẫn cũng đọc, cũng có thể đọc để trau dồi cái vốn văn học của mình, với lại là trau dồi thêm cái kiến thức của mình về văn hóa phương Đông. Tại vì nói chung á là những cái cuốn sách của Nguyên Phong phần nhiều á nó gọi là pháp tác, tức là nó cũng dựa trên là nó cũng là theo cái tinh thần của những cái quyển. Ví dụ như cuốn quyền thuật về các đạo sĩ và các đạo sĩ Tây Tạng đi, thì nó là phóng tác từ cái khảo cứu, cái nghiên cứu của cái học giả người Pháp, cái bà học giả người Pháp là David Nien, thì nó cũng có giá trị ở một mức độ nào đó, nó cũng có giá trị để mình tham khảo về các cái nền văn hóa phương Đông một cách là khái lược, một cách là essential nhất. Thì xin thương là cái vốn kiến thức về cái vốn thì khi mà đọc Nguyên Phong nó cũng lụm được mớ thấy chắc tình. Thì xin thương là đọc cũng mình cũng cũng lụm được mớ kiến thức trong đó, chứ không phải là nó vô hết. Rồi có cái cách nhắn cho mình cái tâm tình, những cái sự yêu mến đạo qua những câu chuyện, những vị đạo sư và nhị lực của họ trong cái sự tìm đạo tầm cầu chân lý đó, thì mình cũng nuôi dưỡng phần nào được cái quyết tâm là mình tầm sư học đạo, cái sự yêu mến với đạo, quyết đi tìm sự thật. Nhưng mà cũng một đống cái sương máu, một đống cái lầm lẫn, đống tai hại mà chính trong cái tư tưởng của Nguyên Phong đó. Tai hại nhất là mình cho rằng là đạo nào cũng giống nhau, chân lý thì chỉ có một, trăm sông đổ về biển. Nhưng mà giống như chia sẻ ở phần mình sách lần trước đó, nếu như đạo nào cũng giống nhau đi thì vậy ông Thích Ca ổng tu Bà La Môn cho rồi đi, cho nó khỏe mắc gì ổng phải tìm ra con đường trung đạo của ổng. Ổng tu Bà La Môn thành Phật được rồi, mắc gì ổng bỏ khổ hạnh rồi ổng cũng bỏ lợi dưỡng để ổng tu trung đạo của ổng. Hay là như ông thầy Dũng chúng ta đi, ổng lo phụng sự chú của ổng được rồi, đặng ngốt ổng về với nước chúa mắc mớ gì ổng quăng chúa với nhà thờ ổng sọt gác để ổng đi quay, ổng đi theo ông Thích Ca. Thì chắc ngày xưa mà chắc kẻ mù đạo nào cũng như nhau, bây giờ đâu có thầy Dũng hay cái hội chúng này đâu. Từ đó thì rồi do cái tư tưởng đó cho nên là cứ cho là đạo nào cũng giống nhau, rồi cho là Nam Tông hay Bắc Tông thì nó cũng như nhau, rồi lậm một đống Bắc Tông trong đó. Xin thưa với mọi người là Bắc Tông nó họ tu nó tu kiểu ức chế tâm, tu muôn kiếp luôn, cũng không hao thành chánh quả nữa, tu có nước khùng điên thôi. Họ coi là cái tâm của mình là thứ tội lỗi, là thứ tội lỗi, thứ cần phải đè nén đi. Rồi bắt đầu cái đẻ ra những cái dụ như là tụng kinh trì chú nè, để ức chế cái tâm đi, ức chế cái tâm hồi là khùng điên hết luôn, dính mặc cảm hết luôn. Đó là cái của Bắc Tâm. Nói chung á thì bản thân em á là cũng không phải là giỏi tin, tại vì cũng từng cũng đọc được cái bài kinh Kalama của Đức Phật đó, cho nên là bất kỳ một cái gì đó mình cũng không có giỏi tin, mình cũng để đó luôn luôn lắng nghe mà lâu lâu mới hiểu, để đó nhưng biết ai giải đáp bây giờ, để đó rồi cũng thực hành thử, tại không có ai giải đáp rồi thì bây giờ cũng phải thực hành thử rồi cũng nhập nhập luôn đó. Thôi nó dài quá, tại vì có tới 1 tiếng lận thôi. Bây giờ trở về chủ đề sách của Nguyên Phong đi, sách Nguyên Kiếp Nhân Sinh, thì hai quyển này nói chung là thời gian hiện nay cũng khá là hot. Thì so với các cái quyển kia thì
so với các quyển kia thì chỉ là phóng tác, còn cái quyển này á, là do Nguyên Phong chấp bút, Nguyên Phong viết luôn, không có phóng tác, không có dựa theo em. Vẫn có dựa nhưng mà không hẳn là sáng tác của tác giả, mà là dựa trên cái lời kể của một người bạn của tác giả, một cái thương nhân mà như tác giả đã đổi tên rồi, tên là Thomas, một cái thương nhân người Mỹ tên, trong cái chuyện của Nguyên Phong là Thomas, tên là Thomas. Thì dựa trên cái chuyện đó, cái chuyện kể đó, rồi Nguyên Phong cũng thêm những cái suy nghĩ, những cái nhận định của Nguyên Phong, thêm các cái dấu hiểu biết của Nguyên Phong vào sách đó, vào hai cái tập là Muôn Kiếp Nhân Sinh. Nói sáng tác thì cũng không hẳn, nhưng mà nói phóng tác thì cũng không hẳn, tại vì nó đâu có dựa trên một cái tác phẩm nào đâu. Thì cái chuyện mà Nguyên Phong ra cuốn sách, cái do cái nhân duyên gì mà Nguyên Phong phát hành hai cuốn này á, thì trong cái mùa đại dịch Covid này nè, trong cái mùa đại dịch Covid thì thế giới có quá nhiều sự biến động, nên không chỉ là thiên tai đâu mà nhân tai cũng có. Thiên tai không chỉ là từ thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, mà nhân tai các cái biến động chính trị trên thế giới nó cũng có. Nó quá nhiều sự biến động, mình đang ở vào một cái thời kỳ của nhiều sự biến động. Cho nên là Nguyên Phong nói rằng là ông phát hành hai quyển này là muốn đánh động con tâm. Đúng rồi, chủ đề chính, cái nội dung chính xuyên suốt của cái hai quyển sách này là nói về nhân quả, nói về cách tiếp sống. Từ đó là Nguyên Phong muốn đánh động con tâm, muốn là mọi người thức tỉnh, phải có ý thức về cái hành động của mình. Qua cái hình ảnh là hiệu ứng cánh bướm đó, một cánh bướm nhỏ ở bên này đại dương nó cũng có thể muôn kiếp nhân sinh nha. Sao để chụp lên đi. Mục đích mà Nguyên Phong phát hành hai cuốn này là muốn đánh động con tâm, muốn là mọi người phải thức tỉnh, bởi vì thôi nếu vậy thì em gắn đẩy tới 18:15 em trả diễn đàn lại cho mọi người. Thì để đánh động con tâm, tại vì Nguyên Phong lấy cái hình ảnh là cái hiệu ứng cánh bướm đó, một cánh bướm ở bên này đại dương cũng có thể tạo thành cuồng phong bão tố ở bên kia đại dương nữa. Thì cho chúng ta sống trong một cái xã hội là chúng ta đều có sự liên quan đến nhau đó, thì mỗi một cái hành động của chúng ta thì chúng ta tưởng là nó là vô ích, nó là vô thưởng vô phạt, nhưng mà nó đều tạo ra một cái nghiệp, và cái nghiệp đó trong một cái cộng đồng nó cũng cộng nghiệp với nhau nữa. Thì những cái sự mà biến đổi, những cái biến động của thời cuộc như thiên tai, như dịch bệnh đó, thì nó cũng do là cái nghiệp của chúng ta gây ra. Giống như Đức Phật nói vậy đó, chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình. Thì có tất cả là hai tập. Thì nói sơ qua về nội dung thì ở tập 1 là trình bày về cái trải nghiệm của một cái tập 1 phần đầu là dẫn dắt chúng ta đến cái cuộc trò chuyện giữa tác giả, giữa người bạn Thomas của tác giả, giữa một cái hòa thượng người Tàu là hòa thượng Thánh Nghiêm, và với một cái phi hành gia. Là trong cái câu chuyện đó là cái phi hành gia đó, khi mà ông ta đi ra ngoài không gian đó, ông ta bắt đầu có một cái sự trải nghiệm, có trong cái tâm thức ông ta có những cái sự mà chuyển hóa. Ông ta thấy là con người chúng ta thật là nhỏ bé giữa vũ trụ này. Ông ta có một sự thức tỉnh về tâm linh, và trong cái buổi nói chuyện đó thì có hòa thượng Thánh Nghiêm, thì cái vị đó bắt đầu trình bày về luật nhân quả.
trình bày về luật tục nhân quả, về cái sau sau đó là gì đó trình bày về cái tinh thần là tương tức của pháp giới trong trong tức là mọi mọi thứ trong cái pháp giới này nó đều có duyên với nhau, nó đều có sự liên quan với nhau, sự tương tức với nhau. Cái tinh thần đó là cái tinh thần của bài của cái bộ kinh là kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm của Bắc Truyền, rồi nói về an lạc gia thức các thứ. Rồi sau đó là cái người người bạn của Nguyên Phong là Phong Má, sau buổi nói chuyện đó mới nói với Nguyên Phong, hỏi những cái chuyện về nhân quả và bắt đầu là kể lại câu chuyện của đời mình, câu chuyện của những tiền kiếp của mình. Thì xuyên suốt từ đó về sau là kể về cái nền văn minh Atlantis. Nền văn minh Atlantis, ông ta nói là nó đã từng tồn tại trên trái đất này. Nền văn minh đó gồm ba quốc gia, và họ có một cái sự tiến bộ vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên đó là những cái người trong cái nền văn minh đó họ lại không có đạo đức, họ lại sống rất là trụy lạc, và cuối cùng là thiên tai đến và nhấn chìm cái châu Atlantis đó xuống biển Đại Tây Dương, như là nó đã từng được mô tả trong Kinh Thánh, hay là cái mô tả của cái triết gia như là Plato. Plato cũng có từng đề cập đến cái châu Atlantis đó. Thì cái câu chuyện đó nó cũng có những cái chỗ khớp với mô tả của Plato và Kinh Thánh, nhưng mà không biết cái độ xác tín của nó như thế nào thì không rõ. Tin cũng được mà không tin cũng được, tại vì đây là một quyển sách văn học mà sao biết đường mà tin được. Thì Thomas trong cái tiền kiếp ở Atlantis đó thì là một cái, nói chung là cũng là một cái giai cấp quý tộc, nhưng mà phạm nhiều tội ác. Cuối cùng là anh ta không có chạy khỏi cái nạn hồng thủy thì anh ta chết. Khi mà chết thì anh ta nghĩ tới cái thâm tử của anh ta, là anh ta nghĩ tới cái bàn chân của một vị thánh nữ với cái lòng dâm dục. Cho nên là anh ta phải tục sinh làm loài dòi bọ suốt rất là nhiều kiếp trước khi là anh ta tục sinh trở lại làm người. Thì trong cái phần về Atlantis đó thì Nguyên Phong có giải thích đó là nhân minh, các nền nhân minh sau này, thí dụ như nền nhân minh của người da đỏ như là Maya, Inca, hay là nền nhân minh Ai Cập, thì nó bắt nguồn từ những cái người mà di cư tránh cái nạn hồng thủy đó, cái thiên tai mà đã nhấn chìm Atlantis đó, họ tản sang các cái lục địa khác, và họ cũng đem theo một phần những cái công nghệ khoa học và tiến bộ của họ theo đến các lục địa đó. Điều này có thể giải thích được là tại sao những cái người như là người Inca, người Maya, người Ai Cập có thể xây dựng được những cái kim tự tháp hùng vĩ. Và đồng thời là giữa những cái nền văn minh đó có một cái điểm chung là họ đều xây kim tự tháp cả, và người ta không thể nào lý giải được là tại sao, nếu mà theo họ đó, thời đó là ăn còn lắm ở lỗ, thì làm sao mà có thể xây dựng được những cái công trình mà nó hùng vĩ như vậy. Thì mình có thể tin và lấy đó là một cách lý giải cũng được, không tin thì coi như đó là một câu chuyện phím hoang đường để mình đọc thôi, chơi thôi, đọc giải trí thôi. Thì cái nội dung chính rồi còn những kiếp sống khác của Thomas, ví dụ ở Ai Cập những thứ nữa, rồi cái đó là nội dung chính của cuốn một. Cuốn 2 là vẫn lại tiếp tục. Cuốn 2 Nguyên Phong nói là Thomas đồng ý là kể cho ông ta cái câu chuyện qua các cái tiền kiếp của mình. Và lần này là dẫn dắt chúng ta đến với thời Hy Lạp cổ đại, với thời của Alexander Đại Đế. Thời của Alexander Đại Đế thì ở đây chúng ta được tiếp xúc với, được biết đến cái nền văn minh đâu ai chứng minh được đâu. Đâu ai chứng minh được đâu với ba, thì mới nói là muốn tin cũng được, không muốn tin cũng được, câu chuyện nó không, cái độ xác tín của nó không cao.
mình muốn tin cũng được, không, tại vì đây là một quyển sách văn học mà, nó chứ nó đâu phải là một cái công trình nghiên cứu nào đâu, cho nên là muốn tin cũng được, không muốn tin cũng được. À, mà chắc là không tin nhiều hơn đi. Thế sao mình lấy câu chuyện này cho mình ra mình nói với người ta, cái người ta lại chẳng cười mặt làm sao? Rồi phần hai là chủ yếu là xoay quanh cái câu chuyện là kiếp sống của Thomas, lúc này là một cái nô lệ của một cái nhà quý tộc, một cái vị tướng ở vùng mắt ở thành bang Macedonia, tức là quê hương của Alexander Đại Đế đó. Rồi kể câu chuyện của thời của Hy Lạp cổ đại về cái sự là Alexander Đại Đế đánh đông dẹp Tây ra sao, và những cái biến động thời cuộc như thế nào, và những cái tranh quyền đoạt vị khi mà Alexander Đại Đế thiết lập được giang sơn của mình, rồi những cái sự trở mặt từ bạn thành thù khi mà quyền lực ra sao, khi mà đứng trước cám dỗ của quyền lực, rồi sự tha hóa của người Hy Lạp sau những cái chiến công hiển hách của Alexander Đại Đế, và cái cuộc gặp gỡ định mệnh của Alexander Đại Đế là đại diện cho nền văn minh phương Tây, cho triết học phương Tây, với Rosanna, với một cái viên tướng người Ấn Độ đại diện cho nền đạo học phương Đông, thì để cho chúng ta thấy rằng là cái triết học phương Tây đó, nó thật sự là quá nhỏ bé so với đạo học phương Đông. Có những vấn đề nói đụng chạm mình, có những vấn đề mà những triết gia thời đó không thể nào mà giải thích nổi. Ví dụ như nhớ có một câu hỏi hỏi một triết gia là tại sao lại có giai cấp này, có giai cấp kia, tại sao là tôi phải làm nô lệ, thì cái vị triết gia Hy Lạp đó là trả lời không xong. Nhưng mà đụng tới triết học của mày đó mình, thì để thấy là cái nền triết học của phương Đông, của phương Tây đó nó quá nhỏ bé so với cái nền đạo học của phương Đông. Và Nguyên Phong nhận định rằng là một người đánh đông dẹp Tây, Nam chinh Bắc phạt như là Alexander Đại Đế, cuối cùng lại là bị khuất phục, không phải là bằng vũ lực mà bằng trí tuệ, wisdom. Ông bắt đầu ông phân ra là intelligence và wisdom. Intelligence chỉ là cái trí thông minh, lý trí thôi, còn cái wisdom là cái trí tuệ ở bên trong, cái trí tuệ ở bên trong. Thì một người như Alexander Đại Đế, kiêu hùng như Alexander Đại Đế, cuối cùng lại bị nó tựa vậy đó, cuối cùng lại bị cái tuệ giác, cái trí tuệ, cái đạo học phương Đông nó chinh phục, và sau đó là thay đổi hoàn toàn nhận thức của Alexander Đại Đế, là ông ta muốn cải cách, ông muốn cải cách, muốn gây dựng nên một cái nền đạo đức cho người Hy Lạp. Nhưng mà giữa chừng thì ông ta chết ngẫm của tỏi, chết yểu, chết ở tuổi 30. Đó thì rồi bắt đầu đó là cái câu chuyện chính. Và còn những câu chuyện, ví dụ như câu chuyện của Thomas trong một kiếp sống là một cái người nữ ở vùng Lưỡng Hà, Assyria. Rồi ở Ba Tư, ở Ấn Độ. Thì cái nói chung á, cái một số cái điều mà thấy là nó hay ở quyển sách này á, thế nó hay ở quyển sách này, thứ nhất là cái xuyên suốt quyển sách luôn á, là nói về quy luật của nghiệp, của nhân quả, của luật nhân quả. Tác giả muốn truyền tải đến đến tất cả những người mà đọc quyển sách đó, quy luật về nghiệp, thức tỉnh họ để họ tin vào cái quy luật vận hành của nghiệp, của nhân quả, qua những cái câu chuyện về những cái kiếp sống như vậy. Thì về nghiệp á, thì tất cả chúng ta, bất kỳ một cái hành động nào của chúng ta đều để tạo ra một cái nghiệp hết trơn á, và chúng ta sẽ phải lãnh cái quả, phải chấp, phải đón nhận, phải chịu cái quả của cái nghiệp mà do chúng ta gây ra. Cho nên là chúng ta có lựa chọn
làm thiện hay là và chúng ta nhận được sự an vui, hay là chúng ta làm ác và chúng ta nhận sự đau khổ, đó là sự lựa chọn của chúng ta thôi. Luật tự nhiên, nghiệp, karma nó rất là công bằng, đó là do sự lựa chọn của chúng ta thôi. Và một cái nữa là cái quy luật hành trụ dị diệt. Cái khi mà đọc về những cái mẫu chuyện, đọc về cái câu chuyện này thì có một cái sự ấn tượng sâu sắc, đó là mình mới thấy ra là giống như là Trịnh Công Sơn từng viết trong cái bài hát của mình vậy đó. Tôi nay ở trò trần gian trăm năm, về chốn xa xôi cuối trời. Đó thì mới thấy là cái đời sống này chúng ta nó vô thường lắm, chúng ta chỉ là như là những cái người chúng ta ở trọ trong cái cuộc đời này thôi. Chúng ta đến thì chúng ta đi thôi, cuộc đời nó chẳng là cái gì nó vĩnh cửu, nó trường tồn với chúng ta hết. Vậy mà chúng ta cứ sống như là chúng ta sẽ sống vĩnh viễn vậy đó. Chúng ta làm đủ mọi chuyện ác hết trơn, chúng ta tìm tiền bạc, chúng ta tìm sắc đẹp, chúng ta tìm danh vọng để làm chi? Đó chỉ là những cái thứ tạm bợ, rồi một lúc nào đó là chúng ta cũng đi ra đi thôi. Thế gian này chỉ là cái cõi trọ của chúng ta thôi. Vậy thì lý do gì mà chúng ta lại phải luyến tiếc đó? Chúng ta phải chấp thủ vào những cái điều mà chúng ta cho là nó sẽ trường tồn chúng ta như thế. Qua một kiếp sống khác thì bây giờ ngồi đây, nhưng mà qua một kiếp sống khác, tất cả những cái ký ức, tất cả những việc chúng ta làm thì như trò chơi nó reset đã hết trơn rồi. Vậy thì cớ gì mà chúng ta phải cứ cố chấp, chúng ta cứ sống cứ sao cứ hãy biết học học cách là chúng ta buông bỏ cái sự dính mắc đi. Ta buông bỏ cái sự dính mắc đi thì cuộc đời chúng ta sẽ nhẹ nhàng lắm. Cái sự đau khổ của chúng ta đến từ cái chuyện mà chúng ta dính mắc đi quá nhiều, chúng ta thích cái này, thích cái kia, cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là của chúng tôi. Ở trong ở đời thì chúng ta chấp những cái của đời, vô đạo rồi tưởng không chấp, chúng ta lại chấp cái bự hơn, đời chấp cái tiểu ngã, vô đạo rồi bắt đầu chấp cái đại ngã, chúng ta chấp cái tâm phái, chúng ta chấp cái ý thức hệ, cái hệ tư tưởng của chúng ta. Rồi với một cái điều nữa là từ cái quy luật của nghiệp đó mới rút ra được một cái bài học, cũng là từ cái sự chiêm nghiệm cuộc sống luôn. Thì ta nói là cuộc đời nó như là một cái trường học mà chúng ta chỉ học được bài học qua những cái điều khổ đau thôi. Chúng ta chỉ học được những điều khổ đau, học được những điều bài học qua những điều khổ đau. Cái điều đáng trân trọng nhất khi được sanh làm cõi người là cái cõi này mới là cái cõi chung dung, có những cái điều sung sướng và có những điều khổ đau, cho nên chúng ta mới học được bài học của chúng ta. Còn nếu chúng ta sanh vào cõi bốn ác đạo thì chúng ta chỉ toàn thấy đau khổ thôi, toàn là điều ác thôi. Hoặc là nếu chúng ta sanh vào cõi của chư thiên, của chư phạm thiên đi, chúng ta sanh vào cõi của chư thiên hay chư phạm thiên thì nó cũng chỉ toàn là những điều tốt đẹp thôi. Chúng ta lo hưởng một thái cực, đó là chúng ta chỉ đau khổ, chúng ta chịu những cái điều tội lỗi mình gây ra, một cái chỗ là chúng ta chỉ là lo hưởng thôi. Rồi hưởng như vậy, rồi đến khi mà cái thiện nghiệp hết thì chúng ta lại trôi lăn mãi, chúng ta không học được bài học của chúng ta, cho nên là được tái sanh làm kiếp người nó cũng là một cái điều quý báu. Tái sanh làm kiếp người, tái sanh trong cái thời kỳ của giáo pháp, gặp được giáo pháp của một đấng giác ngộ như đấng Thích Ca, thì đó là một cái điều thật sự là quý báu. Giữa cái cõi đời có những điều như ý và bất như ý, chúng ta mới học được, chúng ta mới thực chứng được những lời của Đức Phật nói. Và không có một vị chánh đẳng giác nào mà
kiếp chót lại chọn là sanh lên cõi trời hết, họ được chọn là họ thành Buddha ở ở cõi cõi người. Thì đây là câu chuyện của gia đình em, thì xin chia sẻ với mọi người thì thấy, để thấy là quy luật nhân quả nó vận hành, giúp chúng ta học được cái bài học của chúng ta học như thế nào. Thì ví dụ như nay người ta lọc đi, người ta lọc nó thi lên T đi, nó phải trải qua cái kỳ thi, thì cái kỳ thi đó nó dí như là cái quả nó đến vậy đó, cái nghiệp quả nó đến, ví dụ cái điều đau khổ nó đến, nhàn tài lọc nó sẽ học được cái gì từ đau khổ đó. Nếu nó học được, nó rút ra được bài học của nó để nó tu sửa, để nó tu sửa đi, thì coi như là pass, nó lên, nó được lên từ tới một, ví dụ từ tới một lên tới ba. Vậy hỏi chứ nếu cái nghiệp đó nó quay, nếu cái tình huống đau khổ nó lại quay lại thì sao? Thì cũng giống như là những cái kỳ kiểm tra thường xuyên vậy đó, để củng cố kiến thức thôi. Bây giờ Lộc đã học được bài học của mình từ nhân quả, từ khổ đau rồi, thì Lộc thì khi nó lại quay trở lại nữa thì Lộc biết cách để học, Lộc vượt qua được nó. Rồi Lộc đã học được nó rồi thì Lộc đâu cần, thì Lộc sẽ không cần phải học nó tiếp nữa. Còn nếu mà Lộc không có vượt qua thì xin chúc mừng Lộc học lại tới một vậy thôi đó. Thì câu chuyện quay trở lại là câu chuyện ở gia đình em, để thấy luật nhân quả nó vận hành. Cái này là mắt thấy luôn, mắt chính mình thấy và mình chiêm nghiệm lại, thật sự đúng là nó là nhân quả. Thì ba của em á, phụ huynh em, ba em thời trẻ của ổng là ổng là một cái người nói chung là tánh tánh cũng ngã mạn, tánh cũng rất là ngã mạn, không có biết quý trọng tiền bạc gì cả, cứ có lương là bắt đầu cái phung phí tiền bạc. Rồi tánh tình thì chắc mọi người cũng biết cái tâm quốc chiến nghĩa, nhân vật mà Trương Phi đó, nóng, người ta nói là nóng như Trương Phi đó, thì tánh ba em cũng nó cũng giống như vậy đó, ai đụng vô cũng đùng hết trơn đó, làm ghê lắm. Nhưng mà rồi biến cố xảy ra một cái khoảng vài năm về trước, ba em mất việc ở sở làm, ba em làm nghề lái xe cho một cái cho ủy ban, thì nhưng mà lúc chỉ là hợp đồng thôi, và vài năm về trước rồi bắt đầu bị mất việc sở làm, người ta cắt hợp đồng, người ta không có thuê nữa. Thì bắt đầu cái gia đình em cũng gán bấm lưng thắt lưng một bụng dây tiền để mua cho ba em một cái chiếc xe, để ba em có cái kế sinh nhai. Và bây giờ ba em làm chạy xe dịch vụ theo hợp đồng cho đến bây giờ. Thì em cứ nói với mẹ em hoài, nói cái gì cũng có nhân quả hết trơn, mẹ ơi ngày xưa ba phung phí đồng tiền nhiều thì bây giờ sao chuyện mất việc nè, phải dây nợ mua xe vậy đó. Thấy ba biết quý trọng đồng tiền hơn, ba không còn biết tiết kiệm, không còn phung phí nữa. Buổi sáng thậm chí là già mấy năm đổ lại đây là buổi sáng ba em là không có đi ra ngoài ăn tiệm luôn á, ăn sáng ở nhà ăn với cơm nguội thôi đó. Là ba biết cái giá trị của cái đồng tiền mà ngày xưa ba đã phung phí. Rồi với lại là mới gần đây là ba em là kiểu như biết khiêm hạ hơn với anh chị em của mình. Tại vì ngày xưa ba em tánh ba em vậy đó, anh chị em của ba em chẳng coi ra gì hết trơn á. Nhưng mà mới gần đây nghe mẹ em kể là ba em điện cho bác Bảy em ở bên nước ngoài để trợ giúp, thì nghe mẹ kể mới thấy là gần á, là ba có cái sự khiêm hạ, biết học cách khiêm hạ hơn. Chứ lại là sao những cái biến cố như vậy á, thì thấy tánh tình của ba cũng có phần là đồng lại hơn, đỡ nóng nảy, đỡ như Trương Phi. Nói chung là 10 phần thì nó cũng không hết, không hẳn là hết, mà nó đỡ được cỡ 5-6 phần thì cũng mừng đi đó. Thì mới thấy là nhân quả nó giống như là những cái bài học, những cái bài kiểm tra mà chúng ta phải vượt qua để chúng ta học được cái bài học. Nhân quả nó sẽ đến và chúng ta phải học được cái bài học gì từ đó. Cuộc sống là một cái trường học vĩ đại mà chúng ta chỉ học được bài học chúng ta qua những cái sự khổ đau như vậy thôi.
khi khổ đau chúng đến chúng ta làm gì? Chúng ta than thân trách phận, chúng ta đổ thừa cho người này người kia, chúng ta tự thương hại bản thân. Chúng ta làm như vậy để làm gì? Nó chẳng ích lợi gì cho chúng ta hết. Khi những đau khổ đến chúng ta phải hoan hỷ đi, hãy hoan hỷ đi. À, người thầy của tôi đã đến, tôi sẽ học được gì, hôm nay tôi sẽ học được gì từ người thầy của tôi đây. Đó là những cái điều mà em chiêm nghiệm được khi mà đọc về những cái câu chuyện như thế. Và thấy nó cũng đúng, thấy nó đúng, chiêm nghiệm lại thấy nó đúng. Và một cái quy luật nữa là quy luật thành chủ của dĩ diện, là chúng ta không, quy luật của sự vô thường nó không ai thoát khỏi hết. Rồi ngay cả là những quốc gia lớn, nước Mỹ đang hùng cường đây, ai nói được là 100 năm nữa nó chỉ còn là những tàn tích, nó chỉ là những tro bụi của lịch sử mà thôi. Giống như là trong câu chuyện là những cái nền văn minh như là Atlantis, những cái nền văn minh như là Hy Lạp, nó đã từng một thời nó thịnh vượng rồi nó lại suy. Nguyên nhân là do đâu? Do những người lãnh đạo đó, họ sống không có đức, sống không có đức hạnh, không có thiện lành. Thì cái điều này trong kinh Phật cũng, trong kinh Đức Phật cũng có nói tới là, trong tương bộ kinh đó, Đức Phật nói là thể là khi nào mà các cái vị vua trở nên tà vậy thì các quan đại thần sẽ trở nên tà vậy, rồi dẫn đến là các cái vị bà la môn đại thần, bà la môn gia chủ cũng trở nên tà vậy, rồi từ đó dẫn đến là dân làng cũng trở nên tà vậy, và sự tà vậy đó dẫn đến là tinh tú nó đi sai quỹ đạo, ngày và tháng, ngày tháng nửa tháng nó bắt đầu đi sai quỹ đạo, rồi bắt đầu gió nó đi sai quỹ đạo, và chư thiên không hoan hỷ, bắt đầu thiên tai xảy ra, lúa bắt đầu nó mất mùa, nó xấu, con người ăn cái vật thực nó vô sẽ có cái thọ mạng, cái dung sắc xấu, có thọ mạng ngắn. Thì đối chiếu với những câu chuyện trong cái sách của Nguyên Phong á, rồi những cái nhận định của Nguyên Phong đó, thì nó phần nào nó có sự tương đồng với nhau. Và nếu chúng ta quan sát cái thời cuộc bây giờ thì cũng thấy như vậy. Con người ngày nay chúng ta đó, hôm trước đọc Hoàng Đế Nội Kinh đó, thì có cái đoạn là tại sao người xưa họ sống lâu đó, là được trả lời là do là họ sống hài hòa, biết tiết độ, biết vừa đủ. Và đối chiếu thì thấy cái đó nó vẫn còn thời sự cho đến bây giờ, là thời bây giờ chúng ta sống quá buông thả, chúng ta không có biết cái sự tiết độ, không biết đầy đủ gì hết trơn á. Chúng ta cứ để cho cái dục của các cái giác quan nó lôi kéo chúng ta, rồi chúng ta sống làm những cái điều tà vậy, phi đạo đức, dâm dục, bạo lực. Và chúng ta thấy đó, dịch bệnh virus corona, rồi những cái hiện tượng thiên tai gần đây nó cứ liên tiếp xảy ra đó, thì nó phần nào nó ứng nghiệm giống như những lời mà Đức Phật đã tiên tri trong tương bộ kinh vậy đó. Cho nên là chúng ta, mỗi người chúng ta cần phải có một cái sự nhìn lại bản thân, phải có những cái hành động, những cái hành động. Nếu mà chúng ta, nhưng không nói là cái xã hội chúng ta đang ở vào giai đoạn là dị diệt đó, thì nhưng mà những người trong cái xã hội này, với hành động của mình có thể là làm chậm đi quá trình đó, hoặc là làm cái quá trình đó nó diễn ra nhanh, nhưng mà trong cái sự êm thấm và một cái xã hội mới tốt đẹp nó sẽ được khai sinh lên. Thì tức là trong cái nguyên nhân của sự hoại diệt nó có nguyên nhân của sự sanh, thì đó là cái phần trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta phải có sự thức tỉnh, chúng ta phản tư, chúng ta nhìn lại bản thân mình, chúng ta sống sao cho nó hợp, cho nó hài hòa, cho nó hợp với đạo, hợp với luân lý. Rồi tôi nói rồi luôn, 20 rồi. Nói một ý nữa rồi chấm dứt chờ lại cho các bạn. Thì nói chung sách Nguyên Phong cũng hay và đáng đọc, nhưng có một cái điều mà xin nhắc lại từ bữa trước bữa nay á, một cái điều tai hại nhất á, là Nguyên Phong cho rằng á, là có Thượng Đế, có một cái linh hồn bất diệt, thì đó là tà kiến đó. Nếu mà đọc như sách Nguyên Phong thì phải cẩn thận với chỗ đó.
Với thứ hai là Nguyên Phong cũng, Nguyên Phong hay nói về cái quan, hay là hay nói về cái chuyện mà thân trung ấm, một cái cõi trung gian giữa cái cõi, các cõi chết, thân trung ấm hay là cõi sáng đó. Mà thầy, thầy Dũng nhớ có lần cái buổi đầu tiên em gặp thầy đó, em lấy cái vấn đề cõi sáng đó em hỏi thầy đó, thì cái chỗ đó lúc đó em vẫn còn nhiều sự hồ nghi lắm, nhưng mà cái chỗ đó cũng cẩn thận đó. À, rồi thôi, nhường diễn đàn ở trong mọi người thì nói dài quá. Rồi cảm ơn Quốc rất là nhiều. Dung phải tranh thủ nha, lần sau phải chuyển lên trên nha, đừng có nói dưới nha, nói dưới đừng có kịp nói gán chịu. Rồi mời tới chị Dung. Nhìn mời nói... mời rõ đúng thầy? Nghe rõ. Dạ mấy cái mà mở đầu rồi thì anh Quốc nói rồi, giờ con chỉ nói cảm nhận thôi. Cái lúc mà con đọc cái cuốn này á, là lúc đó con đang tìm hiểu về mấy cái nền văn minh Atlantis rồi đó. Rồi đọc vô mê, thấy nói quá trời nói Indica đồ, Atlantis đồ quá trời luôn. Cái con thấy nó cũng có nhiều chỗ nó hợp lý lúc đó. Đọc ngay cái chỗ mà tình yêu thương rồi đó, tình yêu thương không tạo ra đau khổ mà chỉ mang lại niềm vui á. Cái xong kiểu ôi hợp lý quá, T1 mình học rồi, cái nghe kiểu cũng được cái highlight đầy sách chơi luôn. Là lúc đó là cuốn 1 á nha, là còn mê lắm. Cái xong mới mua cuốn 2, đọc cuốn 2 xong cái là đánh dấu đầy sách hết trơn luôn, đánh dấu câu hỏi rồi ghi đúng giống nói không đúng ý con, cái con ghi quá trời ghi vô đây luôn, để con lật lại vài trang coi. Đâu rồi ta? Như là đúng rồi, cái chỗ mà một cái linh hồn bất diệt á, là ổng chia ra 8 thức rồi có cái linh hồn bất diệt, thì cái xong cái con thấy nó hơi kỳ rồi, cái con mới đem vô con đi hỏi thầy, thì thầy mới nói là cái đó không có phải là cái tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, mà là cái đó là học bên Bắc Truyền. Cái xong là một cái rồi nha. Rồi nhưng mà con thấy ngoài cái chuyện mà đó ra thì cái việc mà ổng nói là cái tâm lúc mà tận tử lâm chung của hình sao thì nó sẽ dẫn dắt mình đến cái cõi sao nó vậy, thì con thấy nó cũng đúng mà. Rồi xong rồi cái còn ổng còn nói về mấy cái việc của cái nền văn minh á, là khi mà cái bé nó dậy thì sớm rồi, cái tinh thần sự hiểu biết của nó chưa đầy đủ nhưng mà nó bắt đầu thể hiện cái bản năng giới tính đó. Thì con nhớ lại là hồi đó cái mình cũng có học vậy, cái xong cái lại tưởng là cái nghĩ là ổng cũng đúng nữa, cái xong nghĩ ông này ổng cũng xịn đó, đọc thì cũng được đó chứ không đến nỗi nào. Rồi cái nhưng mà cái xuyên suốt cái đó nha, con cũng thấy ổng nhắc vô mấy cái tên như là Plato rồi Aristotle đồ, thì cũng nhưng mà chỉ nhắc vậy thôi chứ để mà nói khái quát về cái tư tưởng của ông ta thì ổng có nói. Ổng nhắc cái ổng thấy như là mèo vậy đó. Đúng rồi, nhan nhầu lắm. Thế với có một cái chỗ nữa, ổng nói là mọi giá trị không thích hợp sẽ bị đào thải. Cái câu này là y chang như cái câu hồi trước mà con hỏi thầy luôn. Cái thầy mới nói là mắc gì bị đào thải là nó sai, người ta không xài đâu ấy, nó mới bị đào thải chứ đâu phải là nó không bị đào thải là nó không đúng đâu. Cái xong cái con đi đó là không đúng. Rồi còn nhiều lắm, con còn ghi nhiều chỗ lắm, nhưng mà tổng kết lại là con thấy đọc để biết thêm một cái gì đó thì ok, để biết được kết quả thì ok, mà nó giống sách ăn liền vậy đó, đọc xong cái nó động lại thì cái ý của ổng chỉ là nhắc đến cái luật nhân quả thôi chứ để mà có cái yếu tố gì đó để mà suy ngẫm hoặc là theo học xuyên suốt luôn á thì nó không có. Dạ hết. Cảm ơn Dung ha. Tính ra là chưa được hết giờ nữa, còn tặng tới 5 phút lận kìa.
Thế một phần nghi vấn tùm lum không thể nói thứ hai được. Thì mình phải lớn lên từ từ chứ, thì mình phải tiếp xúc cái nọ cái kia, thì cái từ từ mình có nhiều cái sức đề kháng hơn. À, nếu như mà các bạn không có đọc nọ đọc kia, bạn không đem ra hỏi rồi không đem ra phân tích đập vỡ hạt bồ đào đấy thì sao mà mình lớn được, đúng không? Những cái gì cũng phải tuần tự từ từ chứ. Nhiều khi rồi các bạn mới mà vô cái đọc vô tỷ pháp tập yếu, trời ơi ai mà đọc nổi. Cho nên thôi cứ từ từ. Học bơi phải chết đuối á, thì thôi nha, đừng chết nha con. Chết rồi lấy gì học nữa. Cẩn thận. Rồi chắc là thôi mình tạm nghỉ, chuẩn bị mình qua phần tọa đàm nha. Này tọa đàm cũng yêu yêu thương ấy này, nãy giờ cũng có nhiều cái yêu thương là nguyên phong rồi kia đấy, thì cứ đem vô bên tọa đàm thêm. Ai mà sống mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Cho nên giờ mình xuống dưới nha. Rồi bye bye chú quý vị. Cảm ơn chú quý vị rất là nhiều. Xuống yêu thương thôi. Đỡ triết lý, đỡ nhức não ha.